Qua về. Nhìn con cái người mà bán là em trai. À. Em mượn cái view vậy đó, mình ngồi ăn nhậu vậy thôi chứ là mình làm ngoài đem vô đây ăn. Dạ. Chụp cái. Đây. Đây. Hello ơi, hello. Phải có cô này thông thông dịch. Dạ, cá thông dịch. Dạ. Rồi, đang cần cameraman. Cameraman đây. Rồi. Hấp cũng được. Cầm thôi đừng uống nha. Uống nha, uống. Ờ, cái đẹp này nè. Con đây nhiêu mà? Năm nay cũng gần 70 rồi anh thấy không? Còn sao gà yếu 2 tuổi. Tới là chứ gà tháng 9 rồi. Mà trời em phú cho cái sức khỏe rồi. Sắp 9 rồi mà thấy còn khỏe quá. Uống chưa? Tao hai ba ly đó bỏng rồi chứ chứ. Bỏng rồi chưa giờ mà tôi đóng hả? Chế này 55 mà nó bóng. Giờ có bố đi đánh giặc không mà. Cái này cũng cần tắt đi không? Cái này thôi. Đây là làng ẩm thực ven sông à. Hôm nay thám dắt ra đây để thưởng thức hải sản. Ông mà quay vòng ông gửi cho Tú. Có ý kiến gì không Tú không? Có ý kiến gì không? Trời chị Tú, khi nào chị Tú ra chứ? Phải chị Tú ra Nha Trang không? Ra Nha Trang thì sao? À ra Nha Trang thì đi chơi. Thì đi ăn món này phải không? Dạ. Ra Nha Trang phải gặp thắm đảo nữa, có đảo nữa. Sắp tài xế thì tôi nói là nó đâu cho mình ra đảo. Tại vì mấy người mà phải có phúc không cái đảo kia. Đảo Ba Bình á, đảo Bình Ba. Bình Ba là đảo đó, đảo quân sự. Nhiều đảo mà. Đây. Còn cảnh nhà bậc chính đây. Hôm nay chơi nhà bậc chính. Xong rồi đi tham quan Cam Ranh. Đây phòng thờ nhà bậc chính đây. Phòng khách. Đây. Bậc chính trai bậc chính gái hồi nhỏ. Bây giờ đây sinh ra con cháu đầm đề một đàn đây. Bác sĩ 5 sao. Bác chính cho bác Thành cái khách sạn 5 sao đây. Rồi, bác chính đưa người uống uống trà đây. Em đưa giới thiệu nha. Đó, tốt vậy. Tốt à? Dạ. Rồi. Đây bác chính gái đừng nói chuyện với mẹ đây. Tú để em đưa quay phim cho nó coi. Tao thấy bác chiến rồi, nó là tính xa. Ừ. Đó đây là lỡ tính xa. Trước đây quay cho hồ cá coi nè. Wow. Ủa hồ cá này mới làm hả? Lâu lâu rồi. Cá này là cũng cá này chúng biết nhiêu tiền một con không? Ừ. Cá này mắc tiền rồi. Mà nó bự vậy nó có giá. Đâu hồi xưa trồng cây mai đâu có hồ này. Có rồi. Mà hồ khác phải không? Hồ chị Măng. À. Để mới làm cái này lẹ. À. Tán ra mới lóc cái này lại. Hồi xưa có cây mai chỗ này. Cây mai từ lâu bự. Ờ. 30 phân luôn á. Ờ. À. Uổng cây mai đó. Để tăng nữa lên đó. Anh bỏ máy thuộc cho nó ăn. Hàng như Bắc Chính không chịu đi Mỹ phải rồi. Sống giờ đi Mỹ. Nhà hàng Bắc Chính là ngon nhất. Đi đâu không bằng. Thật đó. Thiệt luôn á. Thiệt đó. Không đẹp Bắc Chính rồi. Cái này không có đẹp nào nói thiệt. Để mình ăn cơm nhà là ngon nhất. À, nhà hàng Bắc Chính ngon. À, ngày 4 tay. Cơm trưa tại nhà Bắc Chính. Hôm nay ra Nha Trang.
và thưởng thức đặc sản ở tại nhà hàng đây, làng ẩm thực ven sông. Nhà hàng to lắm. Làng ẩm thực ven sông ăn hải sản sống. Đây. Đây sò, cua, ghẹ, cá, mực hương, nghêu. Giá cả đây. Chồng đây nó. Hả? Thấy chưa, giá cả này quá rẻ luôn. Đúng rồi. Cô là béo chị Thắng hả? Đi đi khắp. Cô là gì với chị Thắng? Cô là bác. Đây bà chủ đây. Dạ bà chủ đây. Bà chủ đây hả? Ồ bà chủ đây. Ồ. Cô là béo của chị Thắng. Dạ cô đi giống hành quá. Cô này là cô chủ. Cô chủ mày giống hành lính qua hồi xưa. Dạ, giống hành nhớ không? Đây nhà hàng ven sông luôn. Hả? Đây bác Thành này chuẩn bị thưởng thức món nghêu sò ốc hến hải sản Nha Trang. Đây thành phố Nha Trang đây. Đó là núi Nha Trang. Núi làng ẩm thực gì ven sông. Cái này là bèo không ha? Trời nhà hàng là lớn quá. Trời ơi bông giấy của nó đẹp chưa nè ba. Tuyệt vời luôn. Ông mà quay vòng ông gửi cho ông, Tú nghe thấy Tú. Có ý kiến gì không Tú không? Có ý kiến gì không? Trời chị Tú khi nào chị Tú ra chứ? Phải chị Tú ra Nha Trang không? Ra Nha Trang thì sao? Ra Nha Trang thì đi chơi. Thì đi ăn món này phải không? Dạ. Ra Nha Trang phải gặp thắm không? Có đảo nữa, có đảo nữa. Sắp tài xế thì tôi nó nói là nó đâu cho mình ra đảo. 16 giờ. Cây 6 tới thành sân bay Đà Nẵng rồi đây. Bây giờ chờ lấy hành lý đây. Sao mày hỏi anh ta? Mày hỏi anh ta. Rồi tới Đà Nẵng giờ lên xe về. Về Tam Kỳ. Về Dòng Bãi. Về Tam Kỳ cũng chịu. Về Bình Lãnh. Tam Kỳ về Bình Lãnh.